Và cũng có cô Phật tử này gửi một cái tin nhắn, người thật việc thật 100%. Khi Như Đức đọc công đoạn này quý vị nghe, thì quý vị mọi người tự nhận thức để làm sao giúp được ông bà tổ tiên mình khi mắt mà chưa được siêu thoát. À, con xin kể câu chuyện có thật, là ngày nào con cũng bật nghe pháp thoại của chùa từ sáng đến chiều. Một hôm con không bật thì ngoại con mắt đã lâu nhập vào mẹ con, nói sau nay không bật pháp cho ngoại nghe. Nhờ nghe pháp và niệm Phật mà ngoại con đang ở cõi Atula được mát mẻ, nên con mong có thể thỉnh bộ tượng về nhà cho ngoại con quan hỷ ạ. À, và ngoại nói không chỉ ngoại và các vong linh trong nhà nghe đều cởi mở hơn. Thì nghe rất rõ ràng, có nghĩa là bà ngoại mắt đã lâu và gia đình thì bà cô này thường nghe những đức giảng pháp, bật pháp để trong nhà, và có bữa không bắt thì bà ngoại mắt đã lâu bà nhập vào người mẹ, nói rằng sao không bắt pháp khi ngoại ở cõi Atula nóng bức lắm. Tại vì Atula nó có những cảnh giới phước báo và có những cảnh giới rất là khổ. Cảnh giới của quỷ đạo Atula có những cảnh giới cực kỳ khổ luôn. Và khi nghe thầy giảng thì tâm hoan hỷ mát mẻ, mà không riêng ngoại mà có rất nhiều hương linh ở trong nhà cũng được cởi mở tâm tư, hoan hỷ vui vẻ. Khi bị nghe qua công đoạn này, bị nhớ đây là cái rất quan trọng mà trong gia đình của mình có thờ ngôi Tam Bảo. Bởi vì có cô kia có nói Nhân Đức rằng khi mà cô thỉnh tượng Phật thờ trong gia đình thì gia đình dụng công tu, gia đình rất bình an. Và thêm cái nữa là gì, và bằng đêm cô ngủ thì trong mơ cô thấy rất nhiều người lễ Phật, gia đình cô cảm giác bình an và từ trường mát mẻ lắm, vì nhiều người niệm Phật. Quý vị, Quán Thăng Trái Chủ cũng được hóa giải tâm. Rồi qua cái câu chuyện mà cô này mà cô nhắn tin, những đức vừa đọc vừa nghe rõ ràng 100%. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày cũng nói rõ ràng là hương linh người ta cũng nhập vào, người ta nói rằng gia đình đã nghe pháp thì người ta nghe pháp, gia đình đã nghe nhạc thì người ta nghe nhạc, nhưng nghe pháp thì người ta rất hoan hỷ vui vẻ, linh thức của người ta sẽ mát mẻ, nhưng nghe nhạc đồ này kia thì không được như vậy. Và còn nói thêm là khi gia đình ngồi nghe pháp nghiêm túc nghe thì người ta nghe nghiêm túc, gia đình nghe không nghiêm túc thì người ta cũng không nghiêm túc. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này khuyên rằng người ta không nghe nghiêm túc kệ người ta, quý vị là hương linh tại sao không nghe nghiêm túc. Tịnh Không ngày giảng ngày khuyên như vậy thì bị biết rằng là gia đình mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, có thờ có Tam Bảo trong nhà và nghe pháp mỗi ngày, quý vị coi cái tâm quý vị nghe pháp có những việc gì rắc rối, bị nghe cởi mở tâm tư, hoặc là quý vị vui vẻ thì tâm tư cũng được cởi mở. Nên mới nói rằng là nụ cười có thể thắng mọi khổ đau trong cuộc đời. Nên nương vào bổn nguyện niệm Phật sanh pháp vị thì cuộc đời đặc biệt tuyệt vời lắm. Nhưng nếu như chúng ta không biết nương vào bổn nguyện niệm Phật thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự phiền toái khổ đau trong cuộc đời này. Nên mỗi một người chúng ta khi nghe như vậy rồi, quý vị biết gia đình của mình có ngôi Tam Bảo để máy niệm Phật xuyên suốt hoặc là bắt pháp, nên mỗi một cái đèn bông sen quý vị thấy có cái bài pháp những đức giảng cho ông bà tổ tiên, cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nên những đức khuyên quý vị ngày nào cũng bắt vài lần cái công đoạn giảng cho ông bà tổ tiên, và những bài pháp khác quý vị nghe người ta cũng được nghe luôn. Quý vị nghe pháp người ta ngồi nghe pháp mà, quý vị vui người ta cũng vui, mà khi đã vui rồi tâm hoan hỷ, quý vị coi cả nhà mình ai cũng cười thì gia đình mình làm gì có chuyện đụng chạm nhau. Nên mình nghe như vậy để mà mình làm sao cho cái gia đạo mình càng ngày càng bình an, càng ngày càng tốt. Hôm qua những đức gặp một cái cô ở đoàn Tiền Giang, cô nói một câu: lúc trước cái thầy, người ta rủ con đi chùa, con không giờ đi đâu, con ham tiền, bỏ một ngày uổng,
Nhưng mà con làm quanh năm suốt tháng không bao giờ dư. Nhưng từ khi mà con đi đến chùa thì tâm tư con cởi mở, con an lạc, con vui vẻ, thì chuyện làm ăn của con càng ngày càng khá giả. Mà bây giờ con xin hỏi thầy, con đi làm cho người ta, người ta cũng biết con ăn chay niệm Phật, người ta không có bắt con sát sanh, nhưng mà lâu lâu người ta nhờ con đi mua con cá này kia, người ta đem về, người ta cho con chó bẹt rê ở nhà người ta ăn. Mà khi mỗi lần con mua con cá về, người ta liệng con cá vô con chó ăn, con tự nhiên người con đau nhức lắm. Xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thành tâm niệm Phật. Tại vì mình nghĩ rằng người ta mới biết Phật Pháp, người ta mới được lợi ích Phật Pháp, người ta cảm nhận. Mà bây giờ mình nói, bây giờ mình kêu người ta đừng có làm ở nhà đó nữa, lỡ người ta có chuyện gì cũng tội nghiệp người ta. Như cái câu chuyện nghịch duyên đó, thấy không? Dù sát sanh hại vật gì cũng chăng thật niệm Phật trong cái sự mà phải dính vào cái nghiệp đó và bắt buộc mình phải làm, nhưng tâm mình dù không muốn thì dùng cách là niệm Phật. Nó niệm Phật quy cho người ta, quy cho con cá, niệm Phật chân thành. Vì bây giờ cái công việc ngoài đời mà quý vị, cái gì mà cũng nghiệp hết trơn thì cuối cùng biết làm sao đây. Nên có những việc tránh được cái chuyện sát sanh, tránh được cái việc mà trộm cắp tà dâm, tránh những cái việc mà đi móc túi, tránh cái việc gạt gẫm người, cờ bạc, rồi cá độ đá banh, chứa gái mại dâm. Nó tóm tắt làm những cái việc đó không nên làm, đá gà đồ, chứa cờ bạc đồ, tránh những việc đó thôi. Còn một số việc như câu này giờ đi làm cho người ta, mà người ta nghĩ là cũng thông cảm lắm rồi đó, biết cô ăn chay niệm Phật, không có bắt cô sát sanh, nhưng mà lâu lâu nhờ cô đi mua con cá. Nên như Đức nói, một cái gia đình mà mình thuê một người mà người ta biết ăn chay niệm Phật ở trong nhà mình cũng đặc biệt lắm. Giống như cái câu chuyện mà cái tài xế này chạy xe mà nó nghe văng vẳng bên tai nó rằng bẻ tay lái tài xế đó, cho cả xe té đi. Tài xế này tự nhiên cảm nghe gì đó, tự nhiên có một người khác nói một câu không được bẻ vì trong xe đó có người niệm Phật. Tài xế vừa nghe như vậy, cái lúc đó tài xế mới để ý thì rõ ràng ở trong xe có người đeo máy niệm Phật và niệm Phật. Thì lúc đó tài xế ông hết hồn, ông niệm có Phật hiệu lớn lên. Từ đó về sau tài xế này ông nói đi đường phải niệm Phật. Đi coi, cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Nếu như trong xe đó không có người niệm Phật là cộng nghiệp hết luôn. Nhờ cái công đức niệm Phật mà hóa giải được nghiệp chướng. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói rằng thời thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được kiếp nạn? Mỗi ngày nên niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Nếu như niệm Phật mà chúng ta cộng nghiệp chết trong kiếp nạn thì cũng được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Nên chúng ta mỗi lúc mỗi nơi đem máy niệm Phật, niệm Phật. Như câu chuyện như Đức thường kể bị nghe, đứa bé nhỏ bà ngoại cho nó cái máy niệm Phật để đeo, thì đứa bé đeo cái máy niệm Phật đi đâu cũng bật điều niệm Phật. Đi đến một cái chỗ vắng người lắm thì chờ mờ tối, cháu nghe có người nói xô nó đi, xô nó đi. Còn một người nói rằng đừng xô nó, nó đeo máy niệm Phật, xô người niệm Phật tội lắm. Thấy không? Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, không thế nào mà giải thích hết được, là pháp không thể nghĩ bàn. Còn có một cái cô này, cô khổ đau đến mức cùng cực luôn, khổ đau đến mức cùng cực, cổ định nhảy sông tự tử chết. Thì cổ ra mé sông, cổ ngồi cổ khóc, cổ chuẩn bị nhảy sông tự tử. Tự nhiên cổ nghe có người nói bên tai cô rằng chết càng khổ hơn, nên niệm Phật đi. Nghe vậy tự nhiên người cổ tỉnh hồn lại, cổ trở về. Thì bữa sau lại có người cầm một chiếc máy nghe pháp của chùa mình đem đưa cổ. Khi cổ nghe những đức giảng hoàn toàn cởi mở tâm tư, và từ đó thì sao cô niệm Phật. Cô đến tặng chùa gặp những đức, cô nói như những đức nghe. Nhưng trong mấy ngày lễ chủ nhật những đức không thể nào quay những công đoạn nó lại được vì quá bận. Thì bị biết rằng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Khi nhân duyên đã đến lúc được gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Nên một chiếc máy nghe pháp thôi quý vị nhớ,
vì tặng cho người ta có khi cứu được cuộc đời của người ta. Một chiếc máy nghe pháp thôi có thể cứu cuộc đời người ta, vì dẫn người ta đi tu thôi có thể thay đổi cuộc đời người ta. Chính bản thân những đức nhờ gặp Phật pháp mà thay đổi cuộc đời mình, em quý vị, nhờ gặp pháp môn niệm Phật. Nếu gặp Phật pháp mà không phải gặp pháp môn niệm Phật cũng chưa chắc, nhờ những đức gặp pháp môn niệm Phật và nhờ tu tập những điều rất đơn giản mà có thể xây chuyển, thay đổi được cuộc đời của chính mình. Đây là cái rõ ràng 100%, rất xác thực. Nên những đức nói cho quý vị nghe, cái phương tiện máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật là những phương tiện cực kỳ hay. Quý vị nên mở rộng ra, phổ biến, nhiệt liệt lên, phổ biến. Nên mỗi một người, khi chúng ta coi qua những công đoạn này, quý vị muốn đặt máy niệm Phật này kia, thì ở phía sau bài giảng cuối cùng có số điện thoại. Quý vị cứ bấm số điện thoại đó hỏi. Phía sau bài giảng nào cũng có số điện thoại, quý vị hỏi để đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp. Những đức nói rằng chúng ta tạo cái mình cầm theo được, từ một chiếc máy nghe pháp, một chiếc máy niệm Phật, mà lợi ích rất là lớn. Nếu người ta chưa biết niệm Phật thì nên tặng máy nghe pháp. Bây giờ có những chiếc máy nghe pháp nhỏ nhỏ, rất là tiện, nhỏ xíu vậy thôi, rất là tiện, mà đeo nghe pháp cũng được, mà âm thanh rất hay, và niệm Phật cũng được luôn. Một chiếc máy nhỏ mà niệm Phật cũng được và nghe pháp cũng được luôn, rất là hay, nhỏ xíu vậy, đeo trong người, làm việc gì cũng đeo để nghe pháp được. Chẳng lẽ viết Quan Âm, hình như để viết Quan Âm 2000 lạy hay 3000 lạy như thế có tặng lần đó. Chiếc máy nghe pháp đó cực kỳ hay và rất tiện lợi, nghe niệm Phật được, nghe pháp được luôn. Nếu người mà chưa biết niệm Phật, quý vị nên tặng máy nghe pháp cho người ta. Vì khi nghe pháp người ta cởi mở tâm tư, thì quý vị nghe như đức đọc câu chuyện rõ ràng đó. Từ nghe pháp mà bà ngoại bà ở trong cảnh giới quỷ Atula khổ mà bà mát mẻ. Atula có những cảnh giới Atula rất có phước báo nghe quý vị, nhưng có những loại Atula rất khổ, rất là khổ, giống như loài người chúng ta nè. Có những con người rất là giàu sang, có điều kiện, nhưng có những con người nghèo, nghèo đến mức cực khổ đau, nghèo nàn khổ dữ lắm. Nó có những bây giờ mà có những quốc gia trên thế giới mà họ rất khổ, họ rất nghèo, họ ở một cái xóm nghèo. Những đứa coi có một cái xóm nghèo mà ở ngoài nước ngoài, họ nghèo đến mức mà họ nhảy xuống ống cống, họ đi lụm mấy cái ruột heo, ruột bò, người ta vứt bỏ vô bọc, ta vứt bỏ lụm về kho ăn. Kinh khủng chưa quý vị? Khổ đến mức như vậy. Vậy thì cảnh giới của Atula cũng có những cảnh giới có phước báo, nhưng có những cảnh giới quỷ Atula cực kỳ khổ. Bà ngoại này lúc trước bà chưa tu, bà ở trong cái cảnh giới Atula rất khổ. Vì mà gia đình bắt pháp mà bà nghe, bà nói khi bà nghe pháp bà rất vui vẻ và mát mẻ. Thì vì thấy cái quan trọng của cái nghe pháp mà quan hỷ vui vẻ chưa, và bà biết niệm Phật. Cái lợi ích này rất là lớn khi bị nghe qua công đoạn này. Tại gia đình quý vị phải thường bắt pháp, bắt niệm Phật. Đây là cái việc rất phù hợp, rất đúng quý vị. Đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng đeo máy niệm Phật. Dù mình chưa niệm nên có vật hiệu, nhưng chiếc máy niệm Phật này cũng làm ảnh hưởng cho những người xung quanh chúng ta. Từ có người còn sống tới người đã chết cũng đều được ảnh hưởng hết chứ. Lợi ích rất là lớn. Nên quý vị coi tại sao chùa mình có từ trường nó tốt. Vì bước vô chùa mình là quý vị nghe niệm Phật liền. Bước vô chùa mình cái là nghe niệm Phật liền. Cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nên những đức ngày nào cũng tán thán bổn nguyện Di Đà, tán thán hoài, cảm thấy càng tán thán càng hưng khởi tâm. Nên những đức nói rằng tất cả người trong chùa mình, đây là cái cơ hội đặc biệt mà mình đi tu, mình gặp một con người có nhân duyên với chúng sanh, cũng có phước phục vụ chúng sanh. Đây là gọi là duyên phước kết hợp lại, và được nương tựa vào hòa thượng ngày xây chùa chiền sẵn để phát diện Phật pháp. Nên những đức nói rằng tất cả các anh em chỉ cần nhiệt liệt hết mình chung tay, đây là một cái hành động tu phước duyên cực kỳ thù thắng. Đây là cơ hội tu phước duyên cực kỳ thù thắng. Hôm qua những đức coi công đoạn, cô thấy ở ngoài miền ngoài Hà Nội, mà cô là một vị cư sĩ thôi, mà cô tổ chức lễ viết Quan Âm 1000 lạy, như với hẩm mình đây lại 1000 lạy, cô ngoài đó cũng tổ chức 1000 lạy, những đức tổ chức 3000 lạy, cô tổ chức 3000 lạy, có nghĩa là những đức tổ chức lại bao nhiêu cô lại bao nhiêu. Thì biết rằng một người cư sĩ nữ bình thường thôi, cô đem nguyên văn của những đức từ bài giảng, rồi từ lại Quan Âm, từ cúng đi thực, cô cũng bật những đức cúng đi thực, cô chỉ cầm gạo cô giải thôi. Không biết cô nghĩ sao mà hay thiệt.
Cô làm giống như là, giống như là một bản của mình, giống hệt luôn. Vậy mà tập trung số lượng người cực kỳ đông. Một cái pháp hội Lại Quan Âm rất đông quý vị, rất là đông luôn. Khi những đứa coi qua, những đứa nói rằng rõ ràng, bởi vì người ta mà coi, người ta thấy đông, người ta vẫn ngưỡng mộ. Nhưng mà người ta làm giống hệt thì người ta không chịu làm. Giống hệt thì không làm quý vị. Nếu như người ta làm giống hệt gì thì người ta cũng thành công rồi, hội tụ được nhân duyên của người đặc biệt rồi. Những đức nói rằng, các anh em trong chùa bên cạnh, những đức nói, mình đây là có cơ hội mình giúp chúng sanh. Trên là hòa thượng sẽ chùa kế những đức làm việc, mấy anh em chỉ cần nhiệt tình làm chung thôi, giống hệt thôi, thì đúng là mấy anh em quá tuyệt vời, quá đặc biệt luôn. Còn nói cái gì của mình gì nữa. Tại vì mục tiêu mình muốn giúp chúng sanh gì, thì bản thân mình chỉ cần chăng thật mình chung tay thôi là mình giúp chúng sanh gì rồi. Chừng nào nhân duyên mình đến, nó sẽ nó đến à. Còn mình mà phan duyên, mình mong có cái duyên của mình là bị phan duyên. Như Đức nói, cuộc đời như Đức chưa bao giờ có cái nghĩ này luôn. Ngày xưa ở trên tỉnh Thất Quan Âm chưa bao giờ nghĩ mình ra khỏi tỉnh Thất Quan Âm. Dù cực cỡ nào cực, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình đi. Chưa bao giờ Như Đức đi tìm nơi nào khác. Nhưng khi thầy đưa đi đây, Như Đức đi đây. Khi đi xuống đây rồi, Như Đức là thấy nhân duyên của mình đến lúc rồi. Tại vì hòa thượng ở đây không có giảng pháp, ngài chuyên xây chùa, thì bản thân Như Đức ở đây lo cho chùa, lo cho đạo tràng, thì Như Đức có giảng pháp chứ sao. Thì từ nơi đó Như Đức làm thì thành công. Đó là duyên đến lúc rồi. Có nghĩa là duyên đến lúc rồi. Đây là cái rất đủ duyên, nên những đức thành công rất là cao. Thành công rất là cao quý vị. Nên á, mỗi một con người chúng ta gặp được nhân duyên đặc biệt như vậy, chân thật nhiệt tình, hết lòng chung tay với nhau để tu duyên tu phước, tâm mình cũng an lạc, tâm mình cũng tự tại nữa đó. Có nghĩa là mình không cần mà nó lại có, lạ thay như vậy. Cái câu nhà Đức thường nói rằng, có phước thì có phần, không cần nó cũng có, rõ ràng luôn. Có những chú không ngờ luôn đó. Thí dụ như bây giờ chú Tâm mày Bảo Tháp, rồi chú Trung ở ngoài cổng chùa, toàn là những người cư sĩ tầm thường đó, bình thường đó. Tự nhiên trong tâm mình cứ nghĩ họ làm được điều đó, đặt vào họ làm được. Thấy không? Có nghĩa là có phước thì họ có phần, có duyên này thì họ làm duyên này. Đây là cái 100% luôn đó. Nên mỗi một con người mình nhìn nhận sâu sắc sẽ biết. Cũng như cái cô Thí này, cư sĩ bình thường thôi, nhưng mà quy tụ của người Lại Quan Âm rất là đông quý vị. Cô làm y rán nhà chùa mình luôn, cô đặt bông sen, rồi cô tổ chức cho người ta cầm bông sen quơ y rán nhà chùa luôn. Vì coi quá công đoạn đi, rồi nhà Đức mới có một buổi giảng để vào cái buổi chương trình của cổ, để tán thán cái việc làm của cổ. Nhiều người nhìn đám học y rán luôn, rất dễ làm luôn. Tại vì người ta nghe nhà Đức nhiều quá nên lấy nguyên văn của những đức đưa ra là hình thành rất là mau, phát triển cực kỳ mau luôn. Những đức từng nói có ông huynh đệ ở bên cạnh những đức hơn 10 năm, và khi ông bước ra ngoài, ông tiếp tục đi long nhong. Phải chi mà ông mà làm, khỏi cần lấy cái nguyên đức, mà ông chỉ cần làm giống như đức thôi, người ta theo ông liền, là hình thành liền, không nói vòng vo. Đó là người có góc độ hay không. Con người mình thiếu góc độ là do cái ngã mình lớn quá quý vị. Cái mặt mình nó quá to, cái gì mình cũng nghĩ mình là giỏi, mà chưa đủ duyên sao mà làm được mà giỏi. Nên những đức nói tu hành là gì? Bóp cái mặt mình nhỏ lại, hạ mình, chân thật, nhiệt tình. Cô Thí này là những đức nói là thật nghe, thật làm, thành công. Một người cư sĩ nữ bình thường, tâm thương thôi, thật nghe, thật làm, thành công. Coi đi, rồi thấy rõ ràng không? Đơn giản bình dị như vậy thôi. Nếu anh em trong chùa, đại chúng trong chùa mà chỉ cần quy nhất như vậy thôi, đúng là chúng ta cùng chung tay phục vụ chúng sanh, quá ý nghĩa. Những đức nói là cực lực hết mình, nhiệt tình phục vụ chúng sanh, bằng tặng đó lòng mình, ai nói gì mặc kệ người ta, nói gì nói đi, mình cứ làm chân thật vậy đi. Họ mà đến mà họ nhìn cái trong lòng họ, tự nhiên họ hết nói. Người ta nuôi bao nhiêu người già dòng do tao quắc nói khơ khơ làm gì, mình có làm theo được người ta giống người ta không? Nên từ nơi đó mà bản thân mình cứ nhiệt tình hết lòng phục vụ chúng sanh, và gây dựng tích nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm, là tức khắc quý vị tu tập có kết quả liền. Đó, từ người sống có kết quả, người chết có kết quả, đều là được kết quả, gọi là âm siêu thì dương lợi. Có rất nhiều người đến gặp những đức, họ nói rằng là từ khi mà họ gặp Pháp Môn Tịnh Độ, họ nhớ Phật niệm Phật, họ không bực bội về con cái gia đình của họ nữa, họ cứ làm hết trách nhiệm của họ trong một gia đình, họ không nói nữa, họ không nói đến gia đình của họ nhiều nữa, mà họ rất quan hệ, khoan dung và tha thứ, và họ niệm Phật đi đứng nằm ngồi.
Họ nói rằng trong vòng một năm thôi thầy, có sự thay đổi cực kỳ lớn. Lúc trước con nói bao nhiêu năm mà không thể nào được có kết quả gì hết, mà bây giờ con lo niệm Phật thôi vậy mà chuyển sang gia đình con. Họ nói rằng thầy giảng rõ ràng, thầy giảng đúng. Có nghĩa là mình nhớ Phật thì cái oai đức của Phật, quang minh của Phật bao trùm người thân mình để quá dài. Còn mình nhớ họ, mình nói đến họ hoài thì giống như họ bao trùm mình, làm sao quá giải họ. Bây giờ người ta đứng trên tay mình, mình đưa lên đưa xuống thì được, đưa lên đưa xuống thì được. Nhưng nếu như mình nằm trên tay người ta, đứng trên tay người ta thì người ta có quyền. Nên mình chỉ càng nương vào bổn nguyện của Phật, thì nương vào cái oai lực của Phật. Oai lực là gì? Là nương vào sức Phật, nương vào nguyện Phật, nương vào hạnh Phật để mà giúp đỡ chúng ta. Đây là cái rõ ràng 100%. Nếu như mỗi một người mình chân thật nương vào Phật đi, là quý vị sẽ thấy cái kết quả cực kỳ lớn luôn. Kết quả lớn như lắm. Dù quý vị mang một cái nghiệp nặng nề gì, vì nào là thủ dâm hay là làm điều gì đó sai phạm, chỉ cần quý vị chân thật niệm Phật lễ Phật, nghe Pháp mỗi ngày, gây dựng tín nguyện niệm Phật lễ Phật, nghiệp gì cũng tan biến. Nhớ kỹ, không có đấu với nghiệp mà là tự nghiệp tan biến. Cái nghiệp giống như là một cái thằng ác nó đến tìm mình, mà thằng ác đến tìm mình mà mình cũng bực bội thì nó với mình cứ câu thúc hoài. Còn nó đến tìm mình không quan tâm tới thì giết từ từ nó tự buông tay. Nó tự buông tay. Nên mỗi một con người chúng ta đừng có bao giờ đặt tâm mình vào cái ác, đừng bao giờ đặt tâm mình vào cái không vừa lòng không vừa ý. Chỉ cần có cái đặt tâm vô là có vấn đề, có chuyện xảy ra liền. Đừng nên đặt tâm vào những việc ác, đừng nên đặt tâm vào những cái việc không vừa lòng không vừa ý, mà nên đặt tâm vào A Di Đà Phật thì hóa giải cái ác, cái không vừa lòng không vừa ý hóa giải. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Khi phàm tâm mình đã chuyển rồi, mình không có cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Nhớ. Nên quý vị nói dẫn người ta đi tu là một nhân duyên đặc biệt tuyệt vời, nhất là đến một ngôi chùa nghe Pháp như vậy. Bữa nay chúng ta tổ chức cái khóa tu ngày Dỗ Tổ Hùng Vương rất ý nghĩa quý vị à, cực kỳ ý nghĩa luôn. Cái chương trình này quá ý nghĩa. Rồi 30/4, 1/5, 2 ngày chúng ta tổ chức, hôm qua thì đưa lên chương trình rồi đó, thông báo quý vị rõ ràng rồi đó, nhiệt liệt hết mình dẫn người ta đi tu quý vị. Ngày 30/4, 1/5 chúng ta tu tập toàn tâm toàn ý, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và những người chết trong gia đình của mình chưa siêu thoát đều cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Chắc đặt làm đi quý vị. Nó âm siêu thì dương lợi. Cái cõi chúng ta nhiều kiếp nạn, nhiều chuyện lu bu lộn xộn, gia đình nặng nề phiền phức, gia đình nhiều việc lu bu lộn xộn, vợ chồng gặp nhau kình lộn chửi lộn, con bắt hiếu nghinh bặt với mình, đều là từ nghiệp quan gia bên cạnh. Nếu như mà chân thật tu tập để hồi hướng cầu siêu thoát cho họ thì tức khắc âm siêu thì dương lợi. Nhớ kỹ, người âm được siêu, người dương được lợi. Nên mỗi một người chúng ta chân thật nhiệt tình hết mình, mỗi ngày nghe Pháp an lạc, niệm Phật vui vẻ, niệm Phật lễ Phật dịu tâm, tu tập làm sao càng ngày càng hạ cái ngã. Hạ cái ngã, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, cái tâm ta đây, cái tâm cho mình giỏi. Rất nhiều người những đức đã gặp rồi, đi tu cứ cho mình hiểu văn tự biết một chút cho mình giỏi, nghĩ rằng mình giỏi, bản thân của mình tự vỗ cánh bình minh, nhưng cuối cùng gãy cánh. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng, có một người này lúc trước những đức biết, người này rất là nổi tiếng quý vị. Nếu nói về công chúng nổi tiếng đến với ông thì quá đông, trong nước ngoài nước quá đông. Khi ông gặp một sự cố một chút thôi thì ông đi qua nước ngoài, đi qua nước ngoài. Tưởng đâu bây giờ mình đi đến đâu mình cũng tu tập được, không ngờ đi qua nước ngoài không tu được quý vị. Ra bệnh ông được mấy năm rất liền, và từ đó tới bây giờ như thế không thấy ông đi nước ngoài luôn. Đó là một bài học kinh nghiệm cho cuộc đời chúng ta. Ví dụ như chúng ta cái gì ở trong nước mình
Mình cái gì chút xíu bản thân mình cố gắng tu tập để vượt qua. Mình gặp sự cố mình tu tập mình vượt qua. Vượt qua xong mình xuất hiện nữa. Mình gặp sự cố mình tiếp tục tu tập vượt qua. Vượt qua xong mình xuất hiện nữa. Dù cỡ nào mình cũng ở đất nước của mình. Mình không bỏ đất nước của mình. Cứ như vậy mà chân thật cố gắng. Nên mỗi một người mình, mỗi ngày phải cần nghe pháp để gây dựng cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thí dụ như có những vị thầy, một chuyện gì đó không cho mình giảng pháp nữa, mình đi qua bên nước ngoài. Nhưng mà khi qua nước ngoài cũng khó phát triển được. Đâu phải ai đi qua bên đó cũng phát triển được đâu quý vị. Có những người qua đó có phát triển được đâu. Nên chúng ta cái gì mà phan duyên là chuốc tai ương. Tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Phan duyên là thế nào cũng có chuyện xảy ra phiền phức. Chúng ta đừng nên phan duyên. Nhớ câu tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Cái gì mà mình chân thật mình làm đi, có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Mà mình phan duyên là kẹt lắm quý vị à. Mỗi người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Pháp môn tịnh độ là pháp đại tù thắng. Nên chúng ta dẫn người đi tu, dẫn người đi nghe pháp, cái duyên này đặc biệt dữ lắm. Những đức thấy có nhiều vị trưởng đoàn, làm trưởng đoàn dẫn người ta đi tu, quý vị thấy tâm trạng bị an lạc là một cái nghề tuyệt vời. Một cái công việc, một cái nghề này quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Cuộc đời bị đang làm cái việc hướng thượng. Chân thật mà làm đi, nhiệt tình mà làm, hết lòng mà làm đi. Quý vị nói cả đời thì cũng có phước báo, hưởng hoài không hết. Nhân đức nói kiếm tiền, nhưng đừng bao giờ vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp tội lỗi gì. Chúng ta sống trong cuộc đời này mừng vô cùng, là khi chúng ta gặp nhau toàn là hướng thiện. Nếu như mà cái người mà thiếu duyên thiếu phước, toàn là gặp người hướng ác cho mình, hướng ác cho mình. Nhân đức thấy rõ ràng, có những á, cái buổi có những người đi chăm thọt người ta, coi bình luận ở dưới quý vị coi, đa phần là toàn là những người chăm thọt người ta đi vô không. Còn những người mà tán tán là không ai nhào vô đó chứ. Đa phần là một giống như cá mè một lứa, nó một lứa một luôn. Tố nào theo tố nấy, nó đi theo một tố như vậy luôn. Nên chúng ta chuyên niệm Phật, gặp nhau là người chuyên niệm Phật. Chúng ta đi chăm chích, gặp nguyên một vàng chăm chích đi theo mình. Ghê không quý vị? Bởi vì cái câu chuyện như Đức đã từng kể, hai người này là bạn bè với nhau. Người bạn này phản, người bạn này tức quá cầm dao qua định giết bạn. Khi ông tức quá ông mài dao, thì một vị thiền sư này ông nhập định. Ông thấy rõ ràng, khi mài dao nguyên một cái vàng hung dữ hung ác nó cùng mài dao. Ghê không? Khi ông cầm dao qua định giết bạn thì trên đoạn đường ông đi, phía sau ông không thấy. Nhưng mà vị thiền sư này trong định thấy rõ ràng, phía sau nguyên một vàng người hung bạo mặt mày, hung dữ bạo ngược, nhìn ghê gớm lắm, kinh khủng lắm. Đi theo, ảo 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 đi theo, giết 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 giết, la sùm. Ghê không? Thì khi cái vị này dì qua tới nhà của bạn, thì nghe trong gia đình mẹ than thở, vợ con khổ. Người này tự nhiên chạm tới cái tâm từ bi phát triển. Thì lúc đó nói rằng bây giờ nếu mình giết bạn mình vì cái sự tức giận của mình, giết nó, rồi mẹ, vợ, rồi con nó sống sao? Thôi, tha thứ cho nó đi. Ông xách dao đi về không giết. Khi ông trở về lại thì nguyên một đoàn người khác, là những người hiền hậu vui vẻ, cầm cờ xí rồi hoan hỷ, quơ cờ vui vẻ đi về. Thì vị thiền sư này, khi ông ở trong định, ông xuất định ra, thì ông mới nghĩ rõ ràng, khi tâm một con người ác là nó sẽ chiêu cảm cái ác. Tâm của người soi bói người ta là soi bói người ta đi theo. Tâm của người chỉ trích người ta thì theo người chỉ trích. Rõ ràng vì tố nào theo tố nấy. 100%. Khi nghe công đoạn này, rồi quý vị mới coi những cái buổi nào của ai mà đi chăm chích ra đi. Vì coi cái bình luận như vậy sẽ biết. Đa phần luôn, những người chăm chích nó vô một dạng chăm chích nó đi theo. Thấy rõ ràng quý vị. Giống như ăn cướp thì ăn cướp đi theo. Ăn trộm thì ăn trộm đi theo. Quýnh lộn thì quýnh lộn đi theo. Nó quý vị coi, lường gạt thì lường gạt đi theo, quýnh bài quýnh bài đi theo, đá gà đi theo, đua xe đi theo, đúng không?
Vì vị đi chùa niệm Phật nghe Pháp, niệm Phật nghe Pháp đi theo mình. Niệm Phật muốn giảng sanh thì niệm Phật muốn giảng sanh đi theo mình. Đó, quý vị mà chỉ cần nhận thức được thì quý vị rõ ràng, quý vị thấy không? Nghiệp nào thì nghiệp đó theo. Gieo nhân nào quả nấy. Xác thực 100% luôn. Đó, những đức thấy rõ ràng, đây là những điều những đức chia sẻ cực kỳ rõ ràng cho quý vị dễ hiểu luôn. Hiểu được nguyên lý này thì quý vị thấy ô rõ ràng, đáng sợ. Chúng ta không nên tạo cái những cái điều tâm ác, tạo những cái điều mà không đúng cái lương tâm, làm những điều mà kiếm tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, tránh đi. Nhưng Đức nói với quý vị, cái nghiệp này đến lúc nó phát khởi ra ghê lắm. Tiền quý vị kiếm bao nhiêu đủ sạch, gia đình tan nát hết luôn. Làm cái nghề này đâu có hay ho gì đâu quý vị. Tối ngày đi chăm thọt người này, chăm chích người kia. Đó là cái điều quý vị làm không đặc biệt đâu. Nhưng Đức nói 100% luôn á. Nếu như quý vị có con cháu này kia, bạn của con quý vị sẽ nói câu cha của cô làm cái nghề đó đó. Nghề tối ngày tôi thấy đi chăm thọt người ta không, nói đầu này nói đầu kia nói đầu nọ. Quý vị coi, cả thí dụ như có những vị thầy đứng lên lúc nào cũng chăm người này thọt người kia thì bị người ta chăm thọt mạnh. Mình chăm thọt ít, ta chăm thọt ít, mình chăm thọt ta nhiều, ta chăm thọt mình nhiều. Những đức lúc trước có gì nói chuyện khi công kích người ta, nói thẳng mà công kích người ta, thì rõ ràng bản thân mình gieo nhân mình gặp quả. Chuyện này mình không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà những đức muốn nói thật với vị nghe rằng tránh những chuyện này, mình đừng nên tạo nữa là hay nhất luôn. Vì tạo nó không có lợi ích gì đâu quý vị. Quý vị không tin, quý vị chăng thật làm, quý vị làm hoài, quý vị từ từ quý vị sẽ thấy quả báo nó sẽ đến với quý vị. Ghê lắm. Có khi nghiệp quả nó đến lúc tự nhiên nó làm mình không còn nói chuyện được nữa. Tại vì sao? Mình dùng cái miệng của mình, cái miệng mình tạo khổ nghiệp nhiều quá. Có khi mình không hiểu cái gì chứ. Bản thân mình không hiểu cái gì mình đi tạo khổ nghiệp nhiều quá. Mình chỉ cần suy nghĩ theo ý của mình thôi là mình đã phê phán người ta, mình không tìm hiểu kỹ đàng hoàng thì bản thân của mình sẽ chịu cái quả báo cực kỳ lớn, đáng sợ lắm. Nên những đức nói rằng hàng Phật tử cư sĩ cẩn thận, cứ thời gian rảnh gọi niệm Phật đi là hay nhất luôn. Đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất là niệm Phật đi, rất hay. Những đức ở trong chùa, những đức thấy bữa nay bà cụ này đang sống mai chết, bữa nay đang sống mai chết. Những đức nhìn từ những điểm này thôi, những đức nói mình phải cố gắng niệm Phật. Không có thể nào mà mình chạy theo cái việc mà hơn thua đấu đá này hoài được. Cuộc đời của người sanh không mang đến, chết không mang đi. Chăng thật khuyên người ta niệm Phật đi là tốt nhất. Những đức có mấy bài giảng thường khuyên, lúc trước nó cũng không mạnh, sau này từ từ không, nghỉ, khỏi luôn đi. Ai muốn nói gì nói đi, mình cứ làm cái gì của mình cho thật tốt. Nuôi mấy ngàn con người ở trong đấy, nhiệt tình hết mình. Quý vị biết trong chùa mà mấy anh em có khi không xài điện thoại, nhưng mà điện thoại cho mấy số điện thoại trong chùa báo đánh xe bể, rồi chạy xe cây đâm vô máy lạnh, rồi sửa, rồi bà già bà cụ này té gãy chân, chở đi bó bột. Không đơn giản đấy quý vị. 2.000 con người mà quý vị, người ta không làm mà người ta đứng ở từ xa, người ta nói này nói nọ. Mình đi một ngày đàn học một sàng khôn, một cái tổ chức lớn như vậy, mình không nói gì, mình đi đến mình tìm hiểu thứ con làm sao. Nhưng mình muốn đi vô chùa ở luôn, đừng có hỏi dòng gió tâm quắc. Đi đến thẳng chùa, mình ở chùa cộng tu thử coi sao. Mình coi nhà chùa đó, mình già mình vô có nhận tiền không, hay là sống làm sao, sống có tình người không. Lúc đó mình đã chọn lựa. Cả đời của mình cống hiến cho gia đình, đến khi muốn vô chùa ở mà còn đi ngang ngóng, không chịu bỏ thời gian ra. Những đức nói đúng là con người mình cứ để già đi trong bận rộn mà. Mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Bận rộn cho cái giả thì chúng ta cứ bận rộn mãi. Nhưng cái mà chúng ta lo cho cá nhân mình giải thoát thì không chịu chú ý, không quan tâm. Đúng là mình thiệt thòi thiệt quý vị. Nên mọi người nên gây dựng tính nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật, dùng cái miệng chân thật niệm Phật. Chuyện của ai đừng đụng vô, đừng dính vào làm gì cho nó mệt. Dù chuyện của ông thầy như những đức bị người ta nói này nữa kia, vì cũng đừng xí vô chỉ mất công mệt. Kệ họ, chúng ta vẫn làm việc thiện của mình, vậy là đặc biệt nhất. Khi quả báo đến, tự nhiên bản thân người ta sẽ được cảnh tỉnh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.